Bỏ đói mẹ chồng á, là cái đồ vô đạo đức đấy cô biết chưa? Cứ để nó khóc cho nở phổi, không chết được đâu mà lo. Mẹ càng ngày càng quá đáng đấy ạ. Bây giờ đến cơm mẹ cũng không chừa cho con. Em cho anh 3 ngày được không? Nếu như 3 ngày kỳ tích không xảy ra thì anh với em sẽ ra ngoài ở riêng. Mẹ, con thấy mẹ quá đáng với cô ấy quá rồi đấy ạ. Anh cũng bênh vợ anh đấy à? Anh phải biết tôi là mẹ đẻ ra anh biết chưa? Vô học như thế, tôi nói thật nhé, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ở trong cái nhà này. Cô cút đi. Mẹ, Cô tính định bỏ đói cái bà già này hay sao mà 10 giờ rồi chưa có đồ ăn sáng thế hả? dạ tại vì vừa nãy con của con nó khóc quá nên là con phải chạy vào trông ạ. Bây giờ con nấu luôn đây ạ. Cô đừng có biện lý do nhé. Bỏ đói mẹ chồng á, là cái đồ vô đạo đức đấy cô biết chưa? Đúng là cái đồ không có đức nên là mới sinh ra con gái đấy. Như tôi đây này, có đức nên sinh một lần là ra con trai ngay. Mẹ nói như thế là quá đáng lắm đấy ạ. Tôi nói sai ở cái chỗ nào hả? Đã sinh ra con gái chả có chút giá trị nào, lại còn viện cớ vào chăm con hả? Mẹ để bây giờ con nấu ạ. Mẹ, nó khép cả rồi, sao mẹ không giúp con ạ? Tại sao tôi phải giúp cô? Đấy là việc của cô, bổn phận của cô, chứ không phải việc của tôi nhé. Cô là con dâu chứ không phải bà dâu. Nhanh nhanh cái tay lên, tôi đói lắm rồi đấy. Đi pha cho tôi cốc nước cam đi. Vâng ạ. Cứ để nó khóc cho nở phổi, không chết được đâu mà lo. Nhờ đi pha cốc nước cam lại trốn tránh. Con chào mẹ ạ. Về rồi đấy hả con? Có chuyện gì mà mẹ ngồi nói một mình thế ạ? Ôi dồi ôi, anh về mà xem vợ anh này, nó coi tôi chả ra cái gì cả. Tường sao làm sao hả mẹ? Nó khó dạy khó bảo quá, nó cứng đầu cứng cổ. Mẹ mệt ở trong người, nhờ nó đi pha cho mẹ cốc nước cam. Thế mà nó bỏ vào phòng ngay không nói một câu nào cả. Cơm đến bữa nó cũng chả nấu nướng gì. Nó úp cho mẹ mỗi gói mì, ăn xong đói hoa cả mắt rồi đây này. Thì Tường Sa cũng bận vì con cái mà mẹ. Sao mẹ không phụ giúp cô ấy? Mẹ mệt hết cả người, mẹ không làm được cái việc gì cả mới phải nhờ nó. Thế thì để con đi nấu cơm cho mẹ nhé. Sao anh phải làm những cái việc ấy hả? Nó là vợ anh, nó phải phục vụ anh chứ. Thôi không sao đâu mẹ, con làm nhanh lắm, mẹ chờ con một tí nhé. Đúng là cái đồ ngu, đồ sợ vợ. Làm thì lười mà ăn thì siêng thế nhỉ? Con phải ăn thì mới có sức cho con bú chứ ạ. Tôi vốn dĩ đã không thích con gái rồi, cô đừng lấy nó ra để biện lý do nhé. Mẹ, tại sao mẹ đối xử với con như thế ạ? Tôi làm sao? Mẹ càng ngày càng quá đáng đấy ạ. Bây giờ đến cơm mẹ cũng không chừa cho con. Thực ra là mẹ muốn thế nào đây ạ? Cô không phải chùa ẻm tôi nhé. Tôi không thể nào mà ưa được cái mặt của cô cả. Từ trước đến giờ, lúc nào mẹ cũng đối xử khắt khe với con. Con không muốn nói, nhưng mà càng ngày mẹ càng quá quắt. Bây giờ con không nói con không chịu được nữa đâu ạ. Hôm nay cô giỏi quá nhỉ. Cô dám cãi lại cả mẹ chồng cơ à? Mẹ đối xử tệ với con quá rồi đấy ạ. Cô, có chuyện gì đấy? Anh vào xem đi. Đến hỏi cơm mẹ cũng không chừa cho em. Như này làm sao mà sống chung được ạ? Cô tính gieo điều xấu cho tôi đấy à? Đang ngồi ăn, cô bỏ vào trong phòng. Tôi nghĩ là cô ăn xong rồi, đồ ăn còn, bỏ đi thì tiếc, nên là tôi ăn nốt thì sao? Cái con dâu như cô, bất hiếu như thế, vô học như thế. Tôi nói thật nhé, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ở trong cái nhà này. Cô cút đi. Là mẹ đuổi con đấy nhá. Tự San, mẹ, con thấy mẹ quá đáng với cô ấy quá rồi đấy ạ. Anh cũng bênh vợ anh đấy à? Anh phải biết tôi là mẹ đẻ ra anh biết chưa?
em cảm thấy buồn lắm. Cứ như này em không thể nào chịu nổi nữa đâu. Anh, em muốn dọn ra ngoài ở riêng. Em cho anh 3 ngày được không? Nếu như 3 ngày kỳ tích không xảy ra thì anh với em sẽ ra ngoài ở riêng. 3 ngày? Phải. Sắp tới em cứ về ngoại chơi 3 ngày đi. Việc còn lại cứ để anh lo. Con bé hình như nó khác giữa mẹ hay sao? Nó cứ ngày nặng khóc ngọc ngặt thế không biết. Vâng ạ. Lẽ ra con phải phụ mẹ chứ. Mấy ngày hôm nay á, cứ quay con bé rồi việc nhà, không thể nào mà nấu nổi cơm ăn nữa. Thì con đang bận làm việc mà mẹ. Mẹ cứ làm từ từ thôi. Kiểu gì cũng xong mẹ ạ. Bình thường Tường San cũng hay làm một mình đấy ạ. Ôi. Vâng ạ. Mẹ. Mẹ sao đấy ạ? Mẹ thấy mệt lắm rồi. Mấy ngày hôm nay vừa chăm con bé vừa việc nhà, mẹ đuối lắm rồi, mẹ không kham nổi nữa. Con xem gọi Tường San về cho mẹ đi. Không được đâu mẹ ạ. Lần trước mẹ bảo cô ấy là vô dụng, rồi đuổi cô ấy ra khỏi nhà rồi còn gì nữa. Với lại loại người như cô ta, đã đi rồi thì cho đi luôn mẹ. Mẹ sai rồi, mẹ muốn xin lỗi con dâu. Những ngày này mẹ mới hiểu nỗi khổ của Tường San như thế nào. Con gọi Tường San về cho mẹ nhá. Làm vậy có được không hả mẹ? Anh còn hỏi mẹ nữa. Anh gọi về cho mẹ ngay đi. Mẹ muốn xin lỗi con dâu. Con chào mẹ. Anh, con xin phép vào nhà lấy ít đồ. Con sẽ sang nhà ngoại ở một thời gian ạ. Con về rồi đấy à? Con không phải đi đâu nữa. Đây là nhà của con. Mẹ, nhưng mà lúc nào con cũng làm cho mẹ buồn. Con có giúp được gì cho mẹ đâu ạ. Mẹ sai rồi, mẹ biết là mẹ có lỗi. Mẹ xin lỗi con. Từ bây giờ mẹ sẽ giúp con việc nhà. Như thế có được không ạ? Còn bé Vi nữa, con của con chỉ là con gái thôi. Con gái hay con trai đều là cục vàng của mẹ hết. Con cảm ơn mẹ. Cuối cùng thì mẹ cũng đã hiểu cho con rồi.